vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Con cưng của Phật, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, đúng tháng 7 cô hồn, năm 2024, hưởng lộc ương trên, may mắn bùng nổ, hốt trọn nhiều tỷ, tiền về ngập nhà, đổi đời vô cùng giàu có. Quý vị thân mến, tuổi Đinh Tỵ, đầm nội chi xà, rắn trong đầm, mệnh sai trung thổ, đất lẫn trong cát. Những người tuổi Đinh Tỵ trời sinh có vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ nên vận mệnh khá đào hoa. Họ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên, nữ tuổi Đinh Tỵ được chồng yêu thương quan tâm. Còn nam tuổi Đinh Tỵ lấy được vợ đảm đang hiền hậu, can đinh và chi tỵ đều thuộc hành hỏa, nên tâm hồn của người tuổi Đinh Tỵ luôn tràn đầy nhiệt huyết. Họ là người năng nổ, hăng hái trong mọi hoạt động. Tuy nhiên, điều này khiến tính khí của những người tuổi này khá thất thường. Tuy vẻ ngoài của họ luôn điềm tĩnh, ung dung, nhưng nội tâm lại chất chứa nhiều tâm tư. Người tuổi Đinh Tỵ có tham vọng lớn, luôn luôn khát khao sự giàu sang, quyền lực và địa vị. Với nghị lực kiên cường, họ sẽ cố gắng không ngừng để giải quyết mọi trở ngại, vượt qua mọi đối thủ. Chính vì thế, họ có thể tự mình tạo dựng nên sự nghiệp vững chắc. Phong thái của những người tuổi Đinh Tỵ luôn cứng rắn, không khoan nhượng. Với tài hùng biện thiên bẩm, họ có thể trở thành những vĩ nhân trong lĩnh vực chính trị, luật sư. Những người sinh năm 1977, tuổi Đinh Tỵ thường rất thông minh. Họ có thể trở thành người lãnh đạo cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Bản thân họ cũng thích đứng ở vị trí quyết định, không ngừng trau dồi bản thân để làm tốt vị trí của mình. Nhờ thế mà được khen ngợi rất nhiều. Tính cách của tuổi Đinh Tỵ vô cùng hoạt bát, vui vẻ, thích nói cười hát ca, thích các môn thể dục thể thao. Tuy nhiên, họ lại là những người vô cùng nghiêm túc trong công việc, đề cao hiệu suất. Họ bình tĩnh và logic, tư duy cực kỳ nhạy bén, bất cứ chuyện gì cũng lên kế hoạch kỹ càng. Người này khá ưa sĩ diện, thậm chí có phần phủ phiến, luôn tỏ vẻ mình là một người lão luyện, có khí chất hơn người và năng lực xuất chúng trước mặt mọi người. Giấu kín những hỉ nộ ái ố của bản thân sau lớp vỏ bọc ấy, ngay cả đối với bạn bè hay đồng nghiệp, họ cũng luôn giữ vẻ bề ngoài lạnh lùng và giữ khoảng cách với mọi người. Họ không thích quá thân mật với những người khác, không thích người khác xâm nhập vào không gian riêng tư của bản thân. Dù có gặp khó khăn, họ cũng không thích người khác giúp đỡ. Ngược lại, họ cũng hiếm khi lấy việc giúp người làm vui, trí tuệ hơn người, có khả năng phán đoán khá chính xác. Họ có thể dự đoán được vận các hung trên chặng đường tương lai của mình, sau đó quyết đoán đưa ra những biện pháp để phòng tránh. Nhờ thế mà tuổi Đinh Tỵ có cuộc đời khá bình ổn, không phải trải qua nhiều trắc trở, có cuộc sống vui vẻ, bình an. Tuy nhiên, có lẽ vì gặp nhiều may mắn nên tính cách người tuổi Đinh Tỵ không được tích cực cho lắm. Họ làm việc thiếu đi sự nỗ lực, không đủ cố gắng và quyết tâm, nhờ trí thông minh và tài năng của mình mà không xảy ra sai sót, hoàn thành công việc đúng thời hạn với chất lượng không đến nỗi nào. Thêm nữa, họ là người làm việc có kế hoạch, không ham chơi, tập trung khá cao vào công việc của mình. Khả năng ước lượng và sắp xếp công việc tốt nên họ hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo cả về công việc và gia đình. Song điều đó khiến họ đôi khi cảm thấy trống rỗng. Tính cách của nam mạng tuổi Đinh Tỵ có khí chất trầm lắng, khiến cho người tiếp xúc cảm thấy ghẻ lạnh, khó gần. Họ thích có nhiều tiền bạc, nhưng lại không thích công việc vất vả. Họ là người có sự nhạy bén trong làm ăn, trong giao lưu tiền bạc, nhưng không phải là người rộng rãi. Tính cách nữ mạng tuổi Đinh Tỵ là người có tính ổn định, nhưng lạnh nhạt, có đức tính kiên cường và làm việc có trách nhiệm, tính tình ôn nhu nhưng hay tự ái. Nhìn chung,
Vận thế tài lộc của tuổi Đinh Tỵ khá bình ổn, từ thời trẻ cho tới khi tóc bạc da mồi. Tuy không giàu có hơn người, nhưng chẳng bao giờ lâm vào cảnh nghèo đói. Tuy nhiên, do tính cách của người tuổi Đinh Tỵ luôn lên kế hoạch cho cuộc đời mình nên họ cũng tích cóp được chút ít, không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhờ vào tài năng và trí tuệ của mình, họ tự tay gây dựng cuộc sống và giữ cho nhịp độ cuộc sống được bình an, thuận lợi. Thêm nữa, họ thích cuộc sống ổn định nên sẽ không có quá nhiều quyết tâm để thay đổi trong cuộc sống, vì thế mà cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội phát tài. Tới tuổi trung niên, họ sẽ đứng trước một vài cơ hội thay đổi vận mệnh tài lộc của mình, chỉ là bản thân họ có nắm bắt được hay không thôi. Mặc dù về cơ bản thì cuộc sống gia đình, nghề nghiệp, kinh tế của người này luôn thuận lợi hơn người khác, nhưng bản thân chính họ chọn lựa cuộc sống ổn định như vậy, rồi lại tự mâu thuẫn khi thấy người khác giàu có, phát đạt hơn mình. Có thể nhiều người sẽ nói, tuổi Đinh Tỵ giàu có nhờ may mắn, song kỳ thực những gì họ có được là do chính tài năng của bản thân, do trí thông minh và năng lực của họ mà nên. Nếu họ có thể thoát khỏi lớp vỏ bọc an toàn và phát huy khả năng của mình hết mức, thì chắc chắn sẽ có được thêm nhiều cơ hội tài lộc lớn đến với mình. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, trong tháng 7 âm lịch năm 2024. Tháng này chịu ảnh hưởng của cục diện tương hình, nên vận khí của tuổi Đinh Tỵ thăng trầm bất ổn, đối mặt nhiều trở lực có sự thay đổi về công việc. Thời điểm này bản mệnh nên tỉnh tránh động, tài vận trong tháng 7 âm lịch này của bạn tăng giảm bất ổn, thứ tài có lúc khởi vượng, khi lại giảm sút mạnh, nên tránh các dự án đầu tư mạo hiểm nhiều rủi ro, cần đề phòng tranh chấp, kiện tụng pháp luật. Đáng mừng là phương diện tình cảm tháng này của bạn được bách việc chiếu mệnh. Vận đào hoa của con giáp này có xu hướng nở rộ, đặc biệt là với người độc thân, bản mệnh có thể gặp được người mà mình trông đợi từ lâu trong những tình huống khá bất ngờ. Chỉ cần bạn chủ động và mở lòng hơn thì quan hệ đôi bên sẽ tiến triển nhanh chóng. Phương diện sức khỏe tháng này của tuổi Đinh Tỵ về cơ bản bình ổn, nhờ nguyệt lệnh lâm đất trường sinh. Chỉ cần bạn chú ý ăn uống khoa học, đi ngủ đúng giờ, không thức quá khuya là có thể duy trì thể trạng tốt, đi lại thận trọng, lái xe chú ý an toàn. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, trong tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng này chịu ảnh hưởng bởi cục diện tương hình công việc của tuổi Đinh Tỵ trước thuận sau nghịch. Có lúc tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng đến phút cuối cùng mới xảy ra vấn đề, lúc đó trở tay không kịp. Công việc có khá nhiều sự thay đổi, có thể là thay đổi vị trí, chức vụ hoặc tính chất công việc, họa phúc chưa rõ. Chỉ thấy rằng, nếu bạn vui vẻ chấp nhận và suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì mọi chuyện đều ổn. Trong tháng có thái âm xuất hiện, mang theo vận quý nhân là nữ giới khá vượng. Nếu cầu cứu sự trợ giúp từ ai đó, bản mệnh hãy nhờ một vài người bạn là nữ của mình. Họ sẽ hỗ trợ bạn rất tốt trên con đường công danh sự nghiệp. Tháng 7 âm lịch này, các mối quan hệ xã giao của tuổi Đinh Tỵ bị ác hóa, nghĩa là bạn bè có thể trở thành thù địch vì lòng đố kỵ. Bên cạnh đó, điểm báo tranh chấp, kiện tụng khá rõ ràng, bạn nên hết sức thận trọng. Làm gì con giáp này cũng cần suy nghĩ kỹ càng, có sự chuẩn bị chu đáo sẽ hạn chế được sai lầm, nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lĩnh hậu quả khôn lường. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, trong tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng này, mặc dù có sao thái âm chủ về điền sản, đất đai chiếu mệnh, nhưng điều đó không có nghĩa là tài vận của tuổi Đinh Tỵ ổn định trong cả tháng. Có thời điểm tài khí tăng mạnh, nhưng cũng có thời điểm nó sụt giảm đáng kể. Người kinh doanh đầu tư nên tính theo đường dài, tránh việc thấy cái lợi trước mắt mà nóng vội, kẻo trắng tay lúc nào không hay. Nhất là những ai có tâm lý may rủi tiến hành các trò cờ bạc đỏ đen, đầu tư trái phép sẽ sớm rơi vào lưới pháp luật. Tiền mất tật mang, tháng 7 âm lịch này, việc mua bán đất cát, giao dịch bất động sản diễn ra khá thuận lợi. Bản mệnh có lộc về đất cát, mua bán với giá chênh tốt, bỏ túi không ít tiền bạc,
có điều hiểu theo dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, vận khí lên xuống thất thường, con giáp này cần tiến hành ngay khi cơ hội đến, kẻo sẽ lỡ mất. Về mặt phong thủy phi tinh, tháng này, bát bạch gặp cửu tử ở chung cung, vị trí chính giữa ngôi nhà, nơi làm việc, tuổi Đinh Tỵ chú ý dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc ở khu vực này gọn gàng, có thể dịch chuyển những vật có kích thước to nặng, gây ra tiếng ồn ào để tránh từ trường nhiễu loạn, ảnh hưởng xấu tới tài khí. Ngoài ra, bạn có thể đặt một quả cầu đá phong thủy ở khu vực trung tâm ngôi nhà, phòng khách. Vật phẩm phong thủy này sẽ mang tới từ trường tích cực thu hút tài khí, giúp gia chủ gặp may mắn về tiền bạc. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, trong tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng này, dù phương diện sự nghiệp và tài lộc của tuổi Đinh Tỵ không có nhiều khởi sắc, nhưng chuyện tình cảm của bản mệnh lại có những khởi sắc rõ ràng. Dưới tác động tích cực của các tinh bách Việt, dù là người đã lập gia đình hay chưa thì đều có cơ hội tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Người độc thân có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp một cách bất ngờ, thậm chí bạn không cần phải có sự tác động của bất cứ ai cũng có thể nhanh chóng tìm được cho một mình nửa phù hợp. Vì thế, khi có thiện cảm với ai, con giáp này hãy nhanh chóng tìm cách giữ liên lạc với người ấy. Đôi bên có thể thử kết bạn chuyện trò với nhau trước. Nếu tính cách và quan điểm sống phù hợp với nhau thì quan hệ sẽ tiến triển nhanh chóng. Những người đã lập gia đình tháng này được sống trong bầu không khí hài hòa, hạnh phúc. Dù bạn phải đối diện với nhiều áp lực ngoài xã hội nhưng lại luôn có người ấy ở bên để cổ vũ, động viên. Những lời nói và hành động của đối phương giúp bạn có thêm động lực để đối diện với những điều không như ý muốn. Thậm chí nửa kia còn có thể giúp bản mệnh chỉ ra con đường đúng đắn, giải quyết những khó khăn ở thời điểm hiện tại. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, trong tháng 7 âm lịch năm 2024, nhìn chung, sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ trong tháng 7 âm lịch này bình ổn, hầu như không phát sinh trục trặc nào quá lớn. Nguyệt lệnh lâm đức trường sinh mang theo nguồn sinh khí tốt, có lợi cho những ai vừa mới ốm dậy hoặc trải qua cuộc phẫu thuật, sức khỏe hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn cần chú ý vấn đề ăn uống khoa học hơn, đi ngủ đúng giờ giấc, không nên thức khuya quá nhiều, kẻo bị suy giảm trí lực và thể lực nói chung. Ngoài ra, con giáp này nên đề phòng các bệnh về xương khớp và vấn đề tiêu hóa, đi lại nên cẩn thận, nhìn trước ngó sau, tránh bị té ngã bất ngờ gây chấn thương nghiêm trọng về phong thủy. Trong tháng có sao nhị hắc bay vào hướng đông bắc, mang theo trường khí hỗn loạn gây hại cho sức khỏe. Khu vực này cần được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Nếu có thể, bản mệnh hãy đặt một chiếc hồ lô phong thủy ở đó để giải trừ nguồn năng lượng xấu, đồng thời bảo vệ bạn và gia đình khỏi hung hiểm, rình rập. Sau đây là tử vi từng tuần của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, trong tháng 7 âm lịch năm 2024. Quý vị đang theo dõi video với nội dung Con cưng của Phật, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, đúng tháng 7 cô hồn, năm 2024, hưởng lộc ương trên, may mắn bùng nổ, hốt trọn nhiều tỷ, tiền về ngập nhà, đổi đời vô cùng giàu có. Xem tử vi tuần 1/7 âm lịch năm 2024. Vận trình tuần này của tuổi Đinh Tỵ có sự khởi sắc nhưng chưa thực sự rõ rệt. Hung khí đang xen cát khí, bạn có cảm giác thiếu chắc chắn về những việc mình làm. Đôi khi còn nhiều nỗi lo lắng thường trực làm giảm đáng kể sự tự tin của con giáp này. Bản mệnh vốn có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, nhưng không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Rất may là có tử vi cát tinh ở bên trợ mệnh, bạn có thể yên tâm tiến hành kế hoạch của mình một cách tuần tự, tránh được những khủng hoảng quá lớn. Tài lộc tuần này của tuổi Đinh Tỵ có dấu hiệu chững lại. Bản mệnh chưa tìm ra phương pháp thích hợp để cải thiện tình trạng hiện tại. Hãy cứ chờ đợi thời cơ thích hợp hơn, chớ nên vội vàng. Kẻo tính toán sai lầm sẽ khiến bạn càng dễ thiệt hại lớn hơn. Mộc sinh hỏa, điểm sáng trong tuần này của bạn đến từ phương diện tình cảm.
Sau những khó khăn và vất vả trong công việc, con giáp này có niềm an ủi tinh thần không nhỏ đến từ bạn đời. Đối phương luôn là điểm tựa tinh thần vững chãi cho bạn ở những thời điểm sa sút nhất. Xem tử vi tuần 2 phần 7 âm lịch năm 2024. Tuần này, sao Bạch Hổ gây không ít sóng gió cho tuổi Đinh Tỵ. Công việc của bạn dễ gặp phải những rắc rối, phiền phức ngoài ý muốn, hung vận quá lớn, cảnh báo nguy cơ có tiểu nhân rình rập. Nếu không có chính kiến của mình, bản mệnh rất dễ cả tin nghe theo lời xúi dục mà tự gây bất lợi cho bản thân. Con giáp này có thể để cho kẻ tiểu nhân kiểm soát suy nghĩ và hành động của mình mà thiếu quyết đoán trong công việc. Có lẽ bạn đang thiếu đi sự tin tưởng vào khả năng của bản thân, để cho những lo sợ lấn át. Đây là điều không nên. Bù lại, tài lộc trong tuần này của tuổi Đinh Tỵ khá vượng. Đặc biệt, giai đoạn từ giữa tuần đến cuối tuần là lúc tài khí ùn ùn kéo tới. Bản mệnh sẽ khá vất vả để quản lý được lượng tiền đến bên tay mình mỗi ngày. Hãy có kế hoạch quản lý chi tiêu phù hợp nhất. Kim mộc tương xung, con giáp này còn có thể gặp những chuyện không mấy vui vẻ trong tình cảm. Bạn là người không giỏi kiểm soát cảm xúc cho nên dễ nổi nóng, gây sự với người ấy, khiến cho tình cảm bị rạn nứt. Người độc thân dù đã gặp rất nhiều đối tượng nhưng không có ai thực sự khiến bạn rung động. Xem tử vi tuần 3 phần 7 âm lịch năm 2024. Đây được coi là một tuần êm ả và tốt lành với tuổi Đinh Tỵ. Nhờ các tinh che chở, trong công việc, con giáp này hoàn toàn có đủ khả năng để làm tròn nhiệm vụ của mình, ứng quang mang tới tin vui thăng tiến cho bản mệnh. Khi bạn đã và đang giành được nhiều thành tích khá tốt, sao Thiên Đức còn giúp cho bạn dễ dàng hóa giải những khúc mắc trong các mối quan hệ của mình. Dù có gặp tiểu nhân thì tuổi Đinh Tỵ cũng có thể hóa giải mưu hèn kế bẩn của kẻ xấu bụng đó. Có người còn biết tận dụng cơ hội biến thù thành bạn, kết giao với nhiều người có năng lực. Tài lộc càng về cuối tuần càng vượng, bản mệnh nên lựa chọn thời điểm này để thực hiện các dự định cầu tài. Kinh doanh đầu tư sẽ tăng khả năng thành công. Nếu bạn học thêm về cách quản lý tiền bạc và tích lũy thì hoàn toàn sẽ có được khoản vốn kha khá để thực hiện được những dự định trong tương lai của mình. Thủy dưỡng mộc, chuyện tình cảm của tuổi Đinh Tỵ tuần này cũng có tiến triển tích cực. Mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng sớm được giải quyết, bạn nên chủ động hòa giải trước, đừng để tình trạng chiến tranh lạnh diễn ra quá lâu. Người độc thân cũng có cơ hội thoát ế, thông qua các cuộc gặp gỡ, trò chuyện với người khác phái. Xem tử vi tuần 4 phần 7 âm lịch năm 2024. Tuần này, tình hình tài chính của tuổi Đinh Tỵ có nhiều dấu hiệu đáng báo động. Khi bị đại hao chủ về hao tài gây cản trở, chỉ vì sai sót nhỏ trong lúc nóng vội, bản mệnh đã khiến cho bản thân phải hao tài tốn của để trả giá cho sai lầm của mình. Việc đầu tư cần tính toán thận trọng, đặc biệt kiểm tra thông tin kỹ lưỡng vì bạn không thể biết được nguy cơ nào đang rình rập mình phía trước. Nếu mọi chuyện đã xảy ra rồi thì cũng chẳng thể thay đổi. Hãy coi đó là bài học đắt giá để sau này không phạm phải điều đáng tiếc như vậy nữa. Tuần này cũng là lúc mà tuổi Đinh Tỵ nên nghiêm túc xem xét, đánh giá lại các mục tiêu sự nghiệp của mình cho phù hợp với tình hình thực tế. Bạn nên có trách nhiệm với tương lai của bản thân, thay vì cứ thả trôi mọi thứ như hiện tại. Có những việc nếu bỏ qua lần này rất có thể con giáp này sẽ phải hối hận những lần sau đó. Chuyện tình cảm tuần này của bạn đang khá êm đềm. Mối quan hệ giữa các cặp vợ chồng đều rất hài hòa. Đây cũng là kết quả của việc bạn biết quan tâm, chăm sóc đến nửa kia của mình, nên tình cảm dần tốt đẹp lên. Cả hai đều rất trân trọng hạnh phúc hiện tại, nên luôn cố gắng để vun vén mỗi ngày. Tiếp theo là cẩm nang vượng vận cho tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, trong tháng 7 âm lịch năm 2024. Khẩu quyết: vận khí thăng trầm bất ổn, tài lộc biến động mạnh, được nhiều, mất cũng nhiều, quý nhân, tuổi Mão, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu hồng, màu trắng. Con số may mắn: 60, 98 và 03. Tiếp theo, đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch năm 2024.
cho tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, ngày mùng 3 phần 7 âm, cảm hứng dồi dào, công việc phức tạp đến đâu cũng tìm được hướng tháo gỡ. Các mục tiêu, nhiệm vụ trong ngày đều được hoàn thành xuất sắc. Bạn còn truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh để cả tập thể cùng cố gắng. Ngày mùng 4 phần 7 âm, bừng bừng khí thế, hiệu suất công việc nâng cao, bạn còn cho thấy khả năng lãnh đạo hoặc tiên phong trong nhóm trở nên vô cùng nổi bật. Ngày mùng 7 phần 7 âm, một ngày ngập tràn niềm vui, nhân duyên tốt đẹp, tạo động lực cho người độc thân đi tìm hạnh phúc. Tâm trạng phơi phới cả ngày cũng khiến môi trường xung quanh tràn đầy sức sống. Ngày mùng 10 phần 7 âm, sự nghiệp thuận lợi, có sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài. Nhưng bạn cũng không nên vì có người giúp đỡ mà sinh tâm lý ỷ lại. Kẻo trong thành công này, bạn chỉ là người đóng vai phụ nhạt nhòa. Ngày 13 tháng 7 âm, việc kinh doanh có nhiều bước tiến khả quan. Nếu có người chủ động đứng ra muốn giúp đỡ, bạn nên kiểm tra xem động cơ của đối phương là gì trước khi chấp thuận. Còn nếu tự bản thân bạn cũng làm được mọi thứ thì hãy khéo léo từ chối. Ngày 19 tháng 7 âm, nhân duyên khác giới rất tốt, có thể tranh thủ để xích lại gần với người bạn thầm mến. Đừng quá lo lắng những điều còn chưa xảy ra. Hạnh phúc phải tự mình tìm kiếm mới thực sự là của bạn. Ngày 22 tháng 7 âm, biết vận dụng linh hoạt các kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm đã tích lũy, sẽ giúp bạn mở ra những bước tiến đột phá, mọi chuyện càng trở nên thuận lợi. Ngày 29 tháng 7 âm, cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến nhiều hơn cho công việc khi được cấp trên tạo điều kiện, đồng nghiệp giúp đỡ tận tình. Môi trường làm việc hiện tại cho phép bạn thoải mái phát huy bản thân nên nhiệt huyết dâng rất cao. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp video tuổi Đinh Tỵ với tuổi Tý trên phương diện hợp tác làm ăn. Nếu như có chung chí hướng, mục tiêu phấn đấu, hai tuổi này có thể trở thành đối tác kinh doanh cùng nhau phát triển. Tuổi Tý thông minh nhanh nhẹn, còn tuổi Đinh Tỵ có con mắt nhìn xa trông rộng. Sự kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả cao và giúp họ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Sửu, trên phương diện công việc, tuổi Đinh Tỵ và tuổi Sửu cùng có chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu. Vì vậy họ không ngừng thúc giục nhau cùng phát triển, đạt được thành công. Tuổi Đinh Tỵ thông minh sắc sảo, còn tuổi Sửu chăm chỉ cẩn thận. Đây là sự kết hợp khá hoàn hảo. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Dần, nhìn ở một góc độ khác, nếu như trên phương diện làm ăn, tuổi Đinh Tỵ và tuổi Dần sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Tuổi Dần thông minh nhanh trí, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, chính xác, giúp tuổi Đinh Tỵ vượt qua khó khăn. Ngược lại, tuổi Đinh Tỵ sẽ mang lại sự may mắn, tài lộc đến cho công việc làm ăn của tuổi Dần. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Mão, đây cũng sẽ là sự kết hợp khá hoàn hảo. Nếu như tuổi Đinh Tỵ và tuổi Mão trở thành đối tác làm ăn của nhau, tuổi Mão cần cù chăm chỉ, sẵn sàng làm theo những mệnh lệnh của tuổi Đinh Tỵ, giữa họ sẽ không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào. Nếu một bên nóng nảy sẽ có một bên nhường nhịn, tuổi Đinh Tỵ. Với tuổi Thìn, tuổi Đinh Tỵ sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo, tổ chức nếu hai tuổi này hợp tác làm ăn với nhau. Trong khi đó, tuổi Thìn sẽ hết mực ủng hộ, nghe theo những lời khuyên và mệnh lệnh của tuổi Tỵ. Sự kết hợp này mang lại hiệu quả khá cao, giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Đinh Tỵ có con mắt nhìn xa trông rộng, thấu hiểu vấn đề một cách nhanh chóng, chính xác và luôn đề xuất những biện pháp giải quyết hữu ích. Không có gì tuyệt vời hơn khi hai tuổi Đinh Tỵ hợp tác làm ăn với nhau. Điều quan trọng là giữa họ sẽ không bao giờ xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Ngọ, cặp đôi tuổi Đinh Tỵ và tuổi Ngọ cũng khó có thể hợp tác làm ăn lâu dài được với nhau. Tuổi Ngọ là người yêu thích sự tự do, mới mẻ, làm việc theo cảm hứng. Còn tuổi Đinh Tỵ cho rằng đó là sự vô trách nhiệm.
mối quan hệ này chẳng mấy chốc tan vỡ bởi những mâu thuẫn liên tục xảy ra. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Mùi, tuổi Đinh Tỵ thích lãnh đạo người khác và tuổi Mùi cũng vậy. Sự kết hợp của hai tuổi này trong kinh doanh khó có thể đạt hiệu quả cao. Dù họ có chung mục tiêu phấn đấu nhưng những mâu thuẫn, bất đồng thường xuyên xảy ra khiến cho mối quan hệ của tuổi Đinh Tỵ và tuổi Mùi dễ tan vỡ. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Thân, tuổi Đinh Tỵ rất chăm chú vào kế hoạch làm ăn, nhưng dường như tuổi Thân lại có thái độ khá thờ ơ. Điều này xuất phát từ những quan điểm trái ngược nhau. Tuổi Đinh Tỵ có sự ảnh hưởng lớn của tiền bạc, vật chất và địa vị. Còn tuổi Thân yêu thích cuộc sống an nhàn, bình yên. Nếu như không biết điều chỉnh, mối quan hệ giữa tuổi Đinh Tỵ và tuổi Thân sẽ rất khó hòa hợp trên phương diện làm ăn. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Dậu, sự kết hợp của tuổi Đinh Tỵ và tuổi Dậu sẽ đạt được hiệu quả và thành công cao. Họ ăn khớp với nhau trong từng suy nghĩ, hành động và kế hoạch phát triển. Nền tảng của mối quan hệ vững chắc này là đồng cảm, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Bởi vậy, những mâu thuẫn, xung đột dường như sẽ không bao giờ xảy ra. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Tuất, tuổi Đinh Tỵ sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của tuổi Tuất. Bởi vậy, sự hợp tác này rất cần thiết. Hơn nữa, tuổi Tuất thông minh và cẩn thận, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, chính xác nhất để tuổi Đinh Tỵ có thể giải quyết được khó khăn. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Hợi, hai con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu cùng hợp tác làm ăn với nhau. Tuổi Đinh Tỵ nhiệt tình với vai trò là người lãnh đạo, tổ chức công việc, tuổi Hợi sẽ luôn chấp hành nghe theo những mệnh lệnh đúng đắn. Mối quan hệ này ngày càng phát triển dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Quý vị thân mến, theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch được gọi là tháng cô hồn, là khoảng thời gian ma quỷ, vong hồn được phép quay lại trần gian và có thể quấy nhiễu hoặc mang đến những đen đủi cho con người. Chính vì thế, bên cạnh các thói quen kiêng kỵ tháng cô hồn, người dân còn thường chuẩn bị gạo, cháo, muối để bố thí và cũng là hối lộ cho những vong linh này để họ không quấy phá cuộc sống hàng ngày của mình, cũng như để các vong linh có một ngày được ăn uống no nê, đỡ tuổi phận. Trong tháng cô hồn, theo quan niệm của người xưa, có những điều kiêng kỵ tuyệt đối không nên làm để tránh rước xui xẻo vào nhà. Vậy trong việc kinh doanh buôn bán, chủ kinh doanh cần lưu ý những điều gì để không rước hạn vận vào cửa hàng? 11 điều cấm kỵ không nên làm trong tháng cô hồn để tránh rước họa vào thân. Một vay mượn đầu tháng cô hồn. Vào những ngày đầu tháng cô hồn, những người kỹ tính hoặc kinh doanh buôn bán thường kỵ việc vay mượn, trả nợ hoặc đòi tiền vào ngày mùng 1 hàng tháng vì sẽ làm cho tiền của bị tiêu tan, không sinh lợi. Ngoài ra, vào tháng cô hồn, các chủ kinh doanh cũng không nên ký kết hợp đồng, thỏa thuận hay vay mượn tiền vì dễ gây ra hiểu lầm, mâu thuẫn hoặc bị lừa đảo. 2. Không mua nhà, cưới hỏi, động thổ. Người xưa cho rằng, các vong hồn quay trở lại dương gian vào tháng 7 âm lịch sẽ đi phiêu bạt bên ngoài để quấy phá công to việc lớn của người trần. Vì thế, mọi người nên tránh làm những việc lớn như động thổ, xây nhà, cưới hỏi, mua nhà, mua đất. Ngoài góc độ tâm linh, quan điểm khoa học cũng có thể giải thích quy luật này. Tháng 7 âm lịch thường là mùa mưa nhiều và thời kỳ thường xuyên có bão lũ, gây khó khăn và trở ngại trong việc thực hiện những việc lớn như xây dựng nhà cửa, mua sắm bất động sản hoặc tổ chức đám cưới. 3. Không nên thay đổi nhân sự trong thời gian này. Chủ kinh doanh cũng hạn chế hoặc không nên thay đổi nhân sự vì sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định và hiệu quả của công việc. Vì vậy, các chủ kinh doanh đang có ý định di chuyển sang địa điểm mới thì cân nhắc đợi qua tháng 7 âm lịch nhé. 4. Không chụp hình qua gương trong tháng cô hồn. Hãy cẩn thận và thận trọng với việc chụp ảnh qua gương vào ban đêm, vì theo quan niệm dân gian, gương thường được coi là một cánh cửa kết nối giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Chụp ảnh qua gương có thể tạo ra một loại cầu nối cho các ma quỷ và dẫn đến việc họ có thể tìm cách xâm nhập vào không gian của bạn. 5. Không tùy tiện đốt tiền vàng, vàng mã. Vào tháng này,
bạn không nên tùy tiện đốt vàng mã, chỉ nên thực hiện vào dịp cần thiết, vì việc này được cho là dễ dàng thu hút những ma quỷ lang thang khắp nơi kéo đến làm phiền cuộc sống của bạn. Chính vì thế, nếu không cần thiết, bạn hãy hạn chế việc đốt tiền vàng mã nhé. 6. Không nên cắt tóc. Theo quan niệm dân gian, việc cắt tóc vào thời điểm này có thể tạo điều kiện cho âm khí tiêu cực xâm nhập vào cơ thể của bạn, kéo theo những tai họa, bệnh tật, cảm giác đau ốm. Vì vậy, để tránh rủi ro này, hãy kiêng kỵ trong tháng cô hồn, đợi hết tháng rồi hãy cắt tóc nhé. 7. Không ăn vụng đồ cúng. Rằm tháng 7, nhiều chủ kinh doanh sẽ có mâm cúng tháng cô hồn để ban phát đồ ăn cho các quỷ đói, linh hồn lang thang, nhằm mong muốn họ phù hộ cho việc kinh doanh trở nên phát đạt. Tuy nhiên, bạn nên đợi nghi thức cúng đã hoàn thành rồi mới sử dụng. Tuyệt đối không ăn vụng đồ của người âm khi chưa cúng hoặc chưa xin phép, vì sẽ dễ dàng rước họa vào thân. 8. Hạn chế ra đường ban đêm trong tháng cô hồn. Không nên ra đường quá khuya, nhất là sau 12h đêm. Đây là khoảng thời gian ma quỷ đi lang thang rất nhiều. Việc hạn chế đi ra ngoài vào ban đêm sẽ giúp bạn tránh tiếp xúc hay làm phiền đến những linh hồn, giảm thiểu được những điều không may xảy ra. 9. Không cắm đũa giữa bát cơm. Một quy tắc quan trọng mà chủ kinh doanh cần tuân theo, tránh cắm đũa đứng thẳng giữa bát cơm. Điều này có thể được hiểu như việc cúng tế, tương tự như hình thức thắp hương, và theo tín ngưỡng dân gian, hành động này có thể dẫn dụ ma quỷ vào bàn ăn chung. 10. Không cúng ba món đại kỵ. Vào những ngày này, chủ kinh doanh tuyệt đối không nên cúng các món sau để tránh phiền toái. Thịt vịt. Mặc dù thịt vịt là thực phẩm phổ biến thường thấy trong nhiều mâm cúng, nhưng rằm tháng 7 cúng vịt được cho là không thích hợp vào ngày cúng rằm tháng 7, bởi sẽ mang đến vận xui, dễ xảy ra cãi vã. Nhiều nơi còn cho rằng thịt vịt là mang đến sự tan đàn, sẽ nghé. Do đó, bạn nên tránh không cúng cũng như hạn chế ăn thịt vịt vào những ngày này. Thịt chó, tương tự như thịt vịt. Thịt chó là thực phẩm mà nhiều người tránh ăn vào dịp đầu tháng, đầu năm hay thờ cúng. Bởi theo người xưa thì thịt chó không may mắn đem đến xui xẻo, nên không ai thờ cúng thịt chó cả. Những ngày đầu tháng âm lịch thì bạn cũng kiêng thịt chó để mọi việc được suôn sẻ, thông hành, mực. Người ta thường nói đen như mực. Do đó, loại hải sản này cũng không nên được đem lên thờ cúng ông bà tổ tiên, thần tài. Bởi nhiều người lo sợ các món ăn từ mực sẽ khiến mọi thứ xui xẻo, công việc gặp trắc trở, tiền bạc dễ thất thoát hay cãi vã. 11. Không nhặt tiền rơi dưới đất trong tháng cô hồn. Theo quan niệm dân gian, tiền rơi dưới đất có thể là những khoản tiền được dùng để cúng bái và giải hạn. Nếu bạn nhặt lên thì có thể sẽ mang lại sự xui xẻo cho bạn, gây ra những sự cố không mong muốn trong cuộc sống. Để tránh rủi ro và bảo vệ tài lộc của bạn, nên tôn trọng và không can thiệp vào những vật phẩm có liên quan đến cúng bái và tâm linh. Ông bà ta thường nói, có thờ có thiên, có kiêng có lành. Bất cứ một tập tục tín ngưỡng nào cũng hướng con người vào việc tốt đẹp, đề cao tính nhân văn trong cuộc sống. Nếu chủ kinh doanh thực hiện những điều mình cho là đúng đắn và tránh làm những điều được cho là xui xẻo, chúng ta có niềm tin vào những việc chúng ta làm, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến. Chúc cho tất cả những ai kinh doanh buôn may, bán đắt hàng và đi qua tháng 7 âm lịch thật bình an. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Con cưng của Phật, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, đúng tháng 7 cô hồn, năm 2024, hưởng lộc ơn trên, may mắn bùng nổ, hốt trọn nhiều tỷ, tiền về ngập nhà, đổi đời vô cùng giàu có. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.